mang ý nghĩa hạnh phúc cả đời người. Và đó chính là ước mơ hoài bão tìm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà các đôi trai gái yêu nhau này. Thì giờ đây xin được trân trọng kính mời cô dâu Trung Hiền và sư già Nguyễn Dũng tay trong tay, vai kề vai và đi gót về hôn trường hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, quả thực áo em chạm mặt một lần, cùng anh sánh bước nở hồng bên nhau, chơi trầu quân lấy tân cao, về mình rời sẻ bên nhau trọn đời. Khúc nhạc hân hoan mừng dễ thảo, mượn hòa khoe sắc đón dâu hiền. Và trong đoàn hân hoan tuyệt vời ngày hôm nay, được người cô dâu xinh đẹp cùng người chú rể anh tài, cùng đó chính là nhờ sự phúc trọng và công ơn xây đắp của hai gia đình. Và trở lại với những tiết mục lễ phục vinh ngày hôm nay, còn có sự hiện diện của hai gia đình đến với hội trường hạnh phúc. Và về phía gia đình của họ nhà gái thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý ông Trương Phán và cô bà Nguyễn Thị Hà, đó chính là song thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu. Kết hợp cùng gia đình của họ nhà gái, chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc được chào đón quý ông Nguyễn Văn Tiền và cô bà Võ Thị Nghi, đó chính là song thân phụ mẫu thân sinh ra chú rể. Và chúng tôi xin được trân trọng